Rồi, xin chào bọn con. Hôm nay thầy sẽ lại tiếp tục hướng dẫn chúng ta làm một cái bài tập liên quan đến phần tỷ lệ thuận nhá. Đề bài thì rất là thực tế và nghe cũng lằng nhằng đấy. Nhưng mà nếu chúng ta bóc tách ra thì chúng ta thấy nó cũng không khó đâu. Đây này, đề bài cho là 4 cuộn dây điện nhá, 4 cuộn dây điện có tổng khối lượng là 26 kg. Gạch chân vào cái từ quan trọng. Rồi, khối lượng từng cuộn là bao nhiêu? Người ta bắt là tính khối lượng từng cuộn. Vậy thì đọc đến đây thôi, mình đã quen một cái mô típ là gì? Người ta hỏi cái gì thì mình gọi cái đó. Nếu người ta hỏi khối lượng của từng cuộn thì mình có thể gọi khối lượng của bốn cuộn này lần lượt là x, y, z, t. Rồi mình sẽ làm cách nào đó mình lập ra cái mối liên quan giữa x, y, z, t. Đầu tiên là có tổng của bốn cái đấy là bằng 26 nhá. Rồi điều kiện tiếp theo là gì? Cuộn thứ nhất thì nặng bằng 1/2 cuộn thứ hai, một bằng 1/4 cuộn thứ ba và bằng 1/6 cuộn thứ tư. Đấy, mối quan hệ giữa các cuộn với nhau, đúng không nào? Thế ở đây thầy có thể trình bày nhanh cho chúng ta hai cách làm. Cách thứ nhất là mình gọi một ẩn thôi, cách thứ hai là mình gọi cả bốn ẩn nhá. Rồi, cách một để giải quyết câu A đấy nhá. Cách một là gọi một ẩn thôi, gọi khối lượng cuộn thứ nhất là x kg. Thế đi, vì đề bài cho 26 kg mà, mình gọi luôn là x kg. Rồi, thế vì cuộn 1 nó lại nặng bằng 1/2 cuộn thứ hai. Cái này chỉ có một nửa thôi, cuộn thứ hai. Nên suy ra cuộn thứ hai nặng 2.2x kg. Thì cuộn thứ hai nó phải là 2x, thì cuộn đầu nó là 1x, thì như vậy x nó là một nửa cuộn thứ hai, còn gì nữa, 1/2 mà nhá. Rồi vì cuộn 1 thì lại chỉ nặng bằng bao nhiêu, 1/4 cuộn thứ ba, nên ta suy ra cuộn thứ ba nặng 4x kg. Thế thì x nó mới là 1/4 của 4x chứ, đúng không? Như vậy là ý là cuộn thứ ba thì gấp 4 lần cuộn 1. Rồi tương tự, vì cuộn 1 thì lại nặng bằng 1/6 cuộn thứ tư. 1/6 cuộn thứ tư thì suy ra cái cuộn thứ tư là gấp 6 lần cuộn 1. Cuộn thứ tư nặng 2.6x kg. Đúng không nào? Đấy, đề bài nó cho cuộn 1 là 1/6 cuộn thứ tư. Vậy cuộn thứ tư là gấp 6 lần cuộn 1. Thế gấp 6 lần cuộn 1 thì gấp 6 lần chả là 6x à? Đúng không? Mà tổng 4 cuộn thì lại nặng 2.26 kg. Nên ta có 2.x cộng với 2x cộng với 4x cộng với 6x thì ra 26 kg. Vậy ta mới suy ra chỗ này là 1x này cộng 2x này cộng 4x cộng 6x thì là bao nhiêu x? 10, 12, 13. Đặt x ra ngoài, bên trong còn, đây là 1 nhân x nhá. 1 cộng 2 cộng 4 cộng 6 thì bằng 26. Mình làm tiếp sang đây. X nhân với 13 thì bằng 26. Vậy x sẽ bằng 26 chia 13. Vậy x ở đây sẽ bằng 2. Đáp x bằng 2. Thế thì suy ra 2x sẽ bằng 4. 4x thì sẽ bằng 8. Và 6x thì sẽ bằng 12. Vậy cuộn 1 nặng 2.2 kg. Cuộn 2 thì nặng 2 chấm là bao nhiêu? 4 kg. Và cuộn 3 thì nặng 8 kg. Và cuối cùng cuộn 4 thì nặng 12 kg. Hết nhá. Đấy, mình hoàn toàn có thể gọi một ẩn như thế. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn làm cái cách mà gọi 4 ẩn thì sao? Đây thầy lại hướng dẫn chúng ta cách 2. Còn cái câu B thì tí nữa ta xử lý sau nhá. Mình xử lý câu A bằng hai cách cho nó gọn gàng đã.
Câu B thì sau khi có câu A thì nó lại đơn giản. Cách số 2 đó là gì? Gọi khối lượng các cuốn dây 1, 2, 3, 4 lần lượt là X, Y, Z, T đơn vị kg. Thế thì theo đề bài ta có yếu tố đầu tiên đó là tổng khối lượng, tức là X cộng Y cộng Z cộng T là bằng 26. Nhá, 26. Đấy, 26. Thế rồi tiếp theo, vì cuộn thứ nhất bằng 1/2 cuộn thứ hai chấm phẩy bằng 1/4 cuộn thứ ba và bằng 1/6 cuộn thứ tư, nên ta có hai chấm. X thì bằng 1/2 cuộn thứ hai là Y, và nó cũng bằng 1/3 cuộn thứ ba là Z. À đâu, 1/3 đâu, 1/4 chứ. Rồi bằng 1/6 cuộn thứ tư là T. Đấy, đề bài nó cho thì mình viết ra thành cái này. Rồi mình viết cái dạng quen thuộc của lớp 7, đó là X trên 1 bằng Y trên 2 bằng Z trên 4 và bằng T trên 6. Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Đấy, mình đang làm cách 2 là làm theo cái kiểu dãy tỉ số bằng nhau đấy. Thì ta có cái gì? X trên 1 bằng Y trên 2 bằng Z trên 4 bằng T trên 6 sẽ bằng tiếp là X cộng Y cộng Z cộng T chia cho 1 cộng 2 cộng 4 cộng 6 bằng, chả khác gì cái kia đâu nhá, bằng 26. 26 đây này, chia cho 3, 7, 13. Kết quả là 2. Thế rồi mình lại làm như bình thường thôi. Đây, thầy lại xóa cái này đi để viết cho nó đẹp. Đến cái đoạn này rồi ấy, khi mà bọn con có x trên 1 bằng 2 thì có phải là nhân chéo lên đây thì suy ra x bằng 2 không? Thế rồi y trên 2 mà bằng 2, y trên 2 mà bằng 2 thì lại nhân chéo lên đây thì suy ra là y bằng 4 không? Rồi z trên 4 mà bằng 2 thì suy ra z bằng 8 không? Và t trên 6 mà bằng 2 thì suy ra t bằng 12. Xong rồi, việc của chúng mình chỉ là đáp số. Đấy, bọn con chép vào. Thế xong nhá. Rồi bây giờ tiếp tục, người ta nói cái gì? Người ta hỏi rằng biết cuộn thứ nhất thì dài 100 m. Hỏi mỗi 1 m thì nó nặng bao nhiêu gam? Bây giờ mình xử lý ý B vào đây nhá. Vì cuộn 1 dài 100 m mà độ dài và khối lượng của dây là tỷ lệ thuận. Cái câu này thì mình nên viết vào bài cho nó hay và nó đúng với thực tế, là độ dài và khối lượng là tỷ lệ thuận. Sợi dây mà ngắn thì khối lượng nó nhỏ, sợi dây mà dài thì khối lượng nó lớn, mà càng dài thì khối lượng nó càng lớn, đúng không nào? Thế nên là độ dài và khối lượng là tỷ lệ thuận. Ngắn thì nhẹ, mà dài thì nặng. Dài gấp đôi thì nặng gấp đôi, dài gấp 3 thì nặng gấp 3. Nên nó tỷ lệ thuận. Thế tỷ lệ thuận rồi, thì ở dưới này mình đề bài nó cho khối lượng đúng không? Mà đây là cho độ dài cuộn 1. Thế thì từ đây ta mới suy ra cuộn 2 sẽ dài bao nhiêu? Dài 200 m. Thì nó gấp đôi mà. Thế rồi cuộn 3 thì dài, lúc nãy là gấp 4 à? 800 m. Và cuộn 4 thì dài gấp 6 à? 600 m. Hình như cái đoạn này thầy đang bị nhầm một tí. 100 m xong gấp đôi. Cuộn 3 là gấp 4 mà nhỉ? Cuộn 3 là gấp 4, chỗ này là 400 m chứ. Cuộn 4 là gấp 6 thì dài 600 m. Đấy, đúng không? Dài 600 m. Như vậy là tổng 4 cuộn sẽ dài bao nhiêu? Như vậy
Tổng 4 cuộn sẽ dài 2 chấm 100 cộng 200 cộng 400 cộng 600 bằng 1.300 mét. Đúng không? Vậy suy ra mỗi mét nặng số gam là 2 chấm. Mở ngoặc phải đổi đã. Xong rồi mình mới chia. 26 kg thì bằng 26.000 gam. Và rồi mình thực hiện phép chia là gì? Mình thực hiện phép chia đó là 26.000 gam chia cho 1.300 gam. Kết quả ra là bao nhiêu? Bỏ hai số 0 đi. 260 chia 13 được 20. Đơn vị là gam. Đáp số mỗi mét dây nặng 2.20 gram đấy, xong nha. Ok chưa? Một bài toán rất thực tế thì cố gắng chữa để cho mọi con hiểu thôi, còn lời giải thì cần trau chuốt chỗ nào thì chúng ta có thể tự điều chỉnh đi một chút xíu, được không nào?